sự khác nhau giữa môi trường học tập phổ thông và đại học. Thứ nhất, sự tự do. Học cấp 3, các bạn được bao bọc trong sự quan tâm, thúc giục, giám sát học tập của gia đình, nhà trường và bạn bè. Học đại học, bạn thường sống xa gia đình, nên bạn được sống tự do và việc học của bạn cũng ít bị giám sát hơn. Bạn phải tự chủ hoàn toàn. Giảng viên ở lớp học đại học sẽ chẳng quan tâm đến việc nghỉ học, đi trễ, làm việc riêng, không chép bài của bạn đâu. Bùi Quang Dũng. Dạ có. Rồi, thế còn Trần Duy Hưng. Dạ có. Trần Ngọc Doe. Dạ có luôn ạ. Gái Ngành. Dạ có em luôn ạ. Nhục Bồ Đoàn. Dạ có em. Nguyễn Hải Giới. Dạ có em. Và chỉ cần bạn không làm ảnh hưởng đến cả lớp là được. Tuy nhiên, mình nói điều này không phải gợi ý rằng các bạn có thể cúp học đi chơi, mà để các bạn nhận ra rằng khi đặt chân vào đại học, các bạn phải tự giác và tự chịu trách nhiệm với chính bản thân và tương lai của mình. Thứ hai, lớp học đại học và lớp học phổ thông. Nếu như ở phổ thông, sĩ số lớp khoảng 40-50 người, thì ở đại học, một lớp có thể gồm 80-100 người. Một số trường, bạn sẽ có hai lớp. Một lớp được gọi là lớp sinh hoạt, là lớp chính thức theo bạn trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở trường. Lớp thứ hai là lớp học phần, là lớp mà bạn đăng ký các môn học theo chương trình đào tạo. Mỗi môn như vậy sẽ có những lớp khác nhau. Chính vì lý do đó mà bạn bè sẽ không còn học chung như thời phổ thông nữa. Bạn sẽ chọn cho mình một lịch học riêng, giảng viên riêng, môn học cũng có quyền học trước hoặc học sau tùy theo điều kiện và quy định của từng trường. Thứ ba là thời gian học. Khi học đại học, bạn có thể tự lựa chọn đăng ký tín chỉ theo thời gian biểu của riêng mình. Ngoài những giờ học chính thống, thì sinh viên sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về những hoạt động tham gia câu lạc bộ hoặc là đi làm thêm để trải nghiệm nếu như bạn sắp xếp một thời gian hợp lý. Học đại học sẽ rất khác so với thời gian học 2 buổi trên một ngày theo thời khóa biểu xét sẵn ở trường cấp 3 và việc chạy sau giữa các lớp học thêm. Thì ở đại học, giảng viên thường không mở các lớp dạy thêm đâu các bạn nhé. Thứ tư, khối lượng kiến thức. Khối lượng kiến thức ở cấp độ đại học tăng lên một cách đáng kể. Ở đại học, thường một môn bạn sẽ học từ 2-3 tín chỉ, nghĩa là từ 30-45 tiết học, và bạn phải ngốn hết một lượng kiến thức đồ sộ như vậy trong một thời gian ngắn. Ngoài sự đồ sộ về kiến thức, thì sự đa dạng kiến thức từ các môn đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành cũng sẽ là thử thách đối với tân sinh viên. Vì thế, trong túi chống sốc của bạn cần có kỹ năng tự học. Thứ năm, đó chính là phương pháp học tập. Thường thì ở lớp học phổ thông, giáo viên sẽ ghi bài lên bảng hoặc đọc, học sinh ở dưới cặm cụi ghi chép chép. Thì lên đại học, với một lượng lớn kiến thức, giảng viên sẽ giảng thao thao bất tuyệt, lấy ví dụ minh họa, và những điều ghi trên bảng thì thường là rất ít. Chính vì vậy, bạn phải cực kỳ tập trung, lắng nghe, tư duy để ghi được những điều quan trọng. Với phương châm dạy học kích thích sự sáng tạo của sinh viên, những giờ học sẽ không chỉ là giờ thụ động ngồi nghe giảng, mà còn là những buổi làm bài tập, những bài thuyết trình, làm thí nghiệm và thực hành sẽ là những trải nghiệm rất mới đưa kiến thức vào thực tế. Với phương pháp học tập như thế, sinh viên cần chủ động tìm tòi, nâng cao kỹ năng tự học, làm việc nhóm. Thứ sáu, hoạt động tình nguyện các câu lạc bộ đội, nhóm. Học cấp 3, đặc biệt là lớp 12, lịch học dày đặc từ sáng đến tối khiến học sinh không có thời gian cho những sở thích hay những hoạt động ngoài giờ. Nhưng khi lên đại học, bạn sẽ linh động hơn về thời gian và có thể tham gia các câu lạc bộ tại trường. Những câu lạc bộ này là nơi mà bạn có thể rèn luyện kỹ năng mềm và tham gia những hoạt động tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. Trên đây, mình vừa nêu 6 đặc điểm của môi trường học tập phổ thông và môi trường học tập đại học. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Xin chúc các bạn có một kỳ học thật tốt và thành công.